Xin chào tất cả quý vị các bạn hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với cả chương trình những cạm bẫy trong khai cuộc à, và hôm nay mình xin giới thiệu với cả các bạn về thế trận là trung pháo quá hà xa đổi bình phong mã bình pháo đổi xe bên hậu đánh chơi biến xe 1 tấn 1 đầu tiên thì mình xin phép được đưa ra cái hình đồ trung pháo quá hà xa bên đỏ vào pháo bên đen lên mã bên đỏ lên mã bên đen xuất xe xuất xe mở bình 7 thì đi quá hà xa như anh em đang thấy trên màn hình thì đây đã là bố cục về thế trận là trung pháo quá hà sa đối bình phong mã thông thường đến giai đoạn này thì bên đen sẽ có hai hướng chơi chính một là chơi mã 2 tấn 3 hai là có thể mở lưỡng đầu xa. ở đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái phương án ở bên hậu chơi mã 2 tấn 3 mà tuần 3 ở đây thì ở bên tiên mở binh 7 tuần 1 thông thường đến giai đoạn này thì bên đỏ à bên đen bên hậu sẽ có rất nhiều phương án chơi nhưng mà chỉ có 3 phương án theo em là 3 phương án chính trong cái hình đồ khai cuộc này đó là một là tả mã bàn hà nhảy mã 7 tuần 6 hai là chơi bình pháo đổi xe và ba là chơi voi 3 tuần 5 còn những cái phương án hoặc là pháo 2 tuần 4 cũng là thuộc hệ thống về cái phần bình phong phế ngựa nhưng mà theo em thì ba phương án này là ba phương án chính thôi còn những cái phương án dụ như xe 1 tấn 1 hoặc quay 7 tấn 5 theo em là cái phương án đấy thì cái sức phản kích của nó sẽ không được mạnh chúng ta cùng đến với cả cái phương án trong ngày hôm nay đó là phương án bình pháo đổi xe bình pháo đổi xe này thì thông thường bên đỏ sẽ có hai lựa chọn chơi là một là ăn xe ăn xe đi để có thể đưa trận chiến về trận đấu với nội lực trung tàn hai là nếu mà đánh chiêu thức thì có thể chơi bằng phương án c 2 bình 3 bình xe và đè ngựa bình xe và đè ngựa tạo lên cái thế phức tạp và cũng đồng nghĩa với việc là bên đen sẽ có rất nhiều hướng phản kích lên phía bên đỏ bên đen pháo chín thoái 1. bên đỏ xuất động mã 8 tấn 7 ở giai đoạn này thì bên đen có khá nhiều cách chơi ví dụ như lên sĩ đúng không? hoặc là có thể chơi xe 1 tấn 1 thì ở đây mình xin đã trình bày phương án về cái hướng đỡ về xe 1 tấn 1 hoành xe cái lớp cờ hoành xe này mục đích của bên đen là đang muốn chuyển xe sang độ 6 uh, nhằm cái mục đích là sẽ là vây bắt chết cái con uh, xe 3 của bên đỏ thì với phương án này bên đỏ bình pháo đổi xe à bình pháo mở mặt xe mục đích là nhận thấy cái con xe 1 của bên đen hoành lên thì bộc lộ ra điểm yếu con pháo 2 uh, đang muốn xuất động con xe 9 bình 8 để tấn công vào con pháo 2 này thì ở đây bên đen tiếp tục di chuyển xe 1 bình 6 Đấy. Ý đồ là bắt chết xe Nếu như ở đây bên đỏ mà Mắc phải cạm bẫy ở đây là Ví dụ như là đi xe 9 bình 8 ra bắt pháo Chẳng hạn sẽ dính vào cạm bẫy của bên đen ngay Thì ở đây bên đen sẽ có thủ pháp đi pháo 9 bình 7 bắt chết xe Ở đây bên đỏ ăn xe Với ý nghĩ là sẽ là một xe đổi đôi cây Và có một con xe ở điểm cao uy hiếp lên tuyến tượng đáy gia sẽ bên đen vật pháo bên xe ngay. Bên đỏ, xe 8 7 ăn mã, tiếp tục bắt con mã 7 và tấn công vào điểm tượng tượng 3. này Thì ở đây bên đen có một cái thủ pháp rất hay là họ phế ngay con ngựa 7 ngay bằng cái lực cờ chọc xe 8 tuần 8. Với cái lớp cờ xe 8 tầng 8 như này là mục đích là khóa mắt tượng. Đấy, bên đen đang muốn mục đích lực sau là vật pháo lên tốt và tấn công vào điểm tượng để kết hợp lên cái bộ tấn công hai xe một pháo tấn công góc hở bên tay phải rất là nguy hiểm ở trong hình đồ này nếu như bên đen sẽ có hai trường hợp à bên đỏ sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra một là nếu như bên đỏ ăn ngựa hai là bên đỏ rồi pháo đầu lên rồi pháo đầu đi để kết hợp lên tượng chỉnh thể hình cờ thì nếu như xét trường hợp nếu như bên đỏ ăn Chị. xe sang ngựa thì sẽ bị thua nhanh một cờ vật, vật pháo lên vật pháo lên bắt xe Đấy bật pháo lên bắt xe xe chạy thì bên đen vật chiều bên đỏ lên sĩ và tỏa pháo ra thì anh em để thấy hình đồ này tuy rằng bên đỏ một xe đổi ba cây nhưng hiện tại bên đen đang có một cái thế công ở góc phải rất mạnh hai xe một pháo tấn công góc hở như thế này thì khả năng đến đây hình đồ này là bên đỏ khó chống đỡ quay trở lại phương án trước nếu giả sử như trong tình huống ngày bên đen à bên đỏ không ăn ngựa mà quyết định là cởi pháo đầu ra thì sao ví dụ như cái hình đồ này mà bên đỏ cởi pháo đầu ra thì bên đen để tiếp tục tung đòn bằng lực pháo 7 tấn 3 vật pháo lên tấn công điểm tượng ở đây nếu như lên con tượng 7 thì sẽ bị con xe chọc xuống cửu để dùng pháo vật tượng thì cũng rất là nguy hiểm bên đen là quyết định à bên đỏ quyết định là treo voi ba lên treo voi ba ở đây thì bên đen lại tiếp tục tung ra thủ pháp rất là lợi hại bằng nước cờ xe 8 binh 7 À, Xét 8 bình 7 ở đây mục đích là cản trước cái đường ngựa Sau này có thể chơi phương án pháo 7 bình 8 ra để đâm chiếu Đấy. Cũng rất là ngủ, rất là ghê Ở đây bên đen bên đỏ lên sĩ Lên sĩ điểm gì? Lên sĩ để có thể giật pháo 9 thoái 1 Để à, dọa bắt chết xe Đấy. Thì ở đây bên đen ra đòn rất là quyết đoán Không hề lao đúng bằng nước cờ Chọc xe xuống kiểu tiếp tục Gia tăng áp lực Đấy. Chấp nhận để bên đỏ thoái pháo về bắt chết xe ở đây bên đỏ thoái pháo về bắt xe thì à, bên đen có lực đâm chiếu, đâm chiếu này thì à, bên đen chỉ ở à, bên đỏ chỉ có hai sự lựa chọn thôi một là về sĩ hai về ngựa nếu giả sử như về sĩ thì à, bên đen họ chém chiếu, bên đỏ ăn mã về thì bên đen là chọc vào chiếu sát này anh em thấy thấy về xe rất ghê Mà nếu như về ngựa thì sao về ngựa thì đơn giản là bên đỏ à bên đen chỉ việc đi xe 7 bình 8 ra thôi Lớp sau đang dọa lớp cờ chọc pháo xuống đáy chiếu pháo 7 tấn 3 bên đỏ không cách nào chống đỡ à. à. vậy là với những cái phương án vừa xong thì cái trường hợp về bên đỏ quyết định xuất động xe ra để quyết định một đổi đôi trong tình huống vừa xong sẽ dẫn đến cái cục diện rất là bất lợi cho bên đỏ Vậy thì cái phương án chính xác nhất ở đây dành cho bên đỏ sẽ là như thế nào? Thì mình xin phép được đưa ra một cái phương án tấn công để cho anh em có thể tham khảo. Ở đây bên đỏ quyết định đi à, mã 7 tấn 6. Đấy. Cái nước mã 7 tấn 6 ở đây thì không sợ cái nước bình pháo và bắt xe. Đấy. Tại vì nếu như mà bên đen ấy mà sai lầm mà bình pháo bắt xe thì sẽ là ưu thế dành cho bên đỏ ngay. Bên đỏ sẽ có nước cờ chém mã vào Đấy. Nếu như bên đen mà vật pháo bắt xe thì sẽ là chém hai con xe chiếu và thua ngay đúng không đấy chém hai xe chiếu thua ngay còn nếu như trong cái trường hợp này mà bên uh, bên đen mà ăn con mã bài này lên thì bên đỏ có thể ăn uh, xe ba một xuống đấy bên đen khả năng chết cây dẫn đến thua ờ uh, vậy thì tình huống uh, khi mà nhảy mã 7 tấn 6 ấy thì bên đen sẽ xử lý thế nào thì bên đen theo em sẽ là nước cờ chỉ 6 tấn 5 cục cổ trung lộ. Đấy, với nước cờ chỉ 6 tấn 5 này thì ở bên đỏ sẽ ăn thoái con xe về, về một 1. Đấy, thoái xe về một Thì đến đây bên đen sẽ có hai cách chơi, một là đi xe xe 6 tấn 1, hai là pháo 9 bình 7. Ví dụ như ở đây bên đen chơi uh, xe 6 tấn 1 thì bên đỏ có thể di chuyển pháo 5 bình 7 ra để hóa giải điểm yếu con uh, tượng 3 và tấn công đến cái tuyến tượng đáy của bên đen đấy thì ống cờ này được đánh giá là bên đỏ chúng ta sẽ dễ chơi hơn với những diễn biến vừa xong thì mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây hy vọng với những diễn biến này sẽ giúp anh em có một cách nhìn sâu hơn trong thế trong cái thế trận trung pháo quá hà xa tiện đây anh em nào muốn cho con theo học cờ hoặc học một một cùng với mình thì có thể liên hệ zalo 0935356789 để nhận được những thông tin về các lớp học video đến đây xin phép được kết thúc hẹn gặp lại mọi người ở những video về cạm bệnh trong khai cuộc sau